Hiện tại thì Ngũ Hoàng đang có mặt tại ngay chỗ chợ chiến lược nè quý anh chị. Ở đây là ngay chợ nha. Hẻm này là hẻm 286 của đường chiến lược nha quý anh chị nha. Cô chú anh chị mình rẽ tay trái đây á, là mình ra ngay chỗ đường Bình Trị Đông nè, giao với lại cái đường chiến lược nè quý anh chị, ngay chỗ chợ luôn. Từ đây ra ngoài đó chắc khoảng cỡ chừng là 100m thôi là mình ra tới ngay chỗ góc chợ rồi ha, ngay góc ngã tư giữa đường chiến lược với lại đường Bình Trị Đông. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại đây để review cho quý anh chị mình một cái ngôi nhà thuộc một sẹt của trục đường chiến lược nha. Căn nhà của mình hiện tại đang thuộc cái con hẻm 330 của trục đường chiến lược. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nha quý anh chị. Vị trí này là vị trí ngay chợ luôn ha, vị trí kinh doanh buôn bán luôn. Nhà mình thì gần đây luôn cô chú anh chị, nên cũng khá là thuận tiện trong việc mà mình di chuyển nha. Cái hướng này nếu cô chú anh chị mình đi cuối đường á, thì mình đi ra bên 132 của trục đường Mã Lò. Còn ngay chỗ góc hẻm nhà mình á, cô chú anh chị mình đi ra cái hẻm 338 của chiến lược á, mình đi thông ra 703 của Hương Lộ 2 nha. Mấy cái con hẻm bên tay phải này đều thông vô bên trong vị trí ngôi nhà của mình được hết luôn. Nhà mình thì hẻm xe hơi di chuyển vô tới nhà mình được nha. Đây hẻm 330 là hẻm này. Hẻm này là hẻm vô nhà mình nè. Lên bên trên nó có mấy cái con hẻm nữa. Ở đây đang có đám tiệc rồi của chúng chị ơi. Đám tiệc rồi, để hoành lại ha, đi cái hẻm khác ha. Đi cái hẻm 338 nha quý anh chị. Đây mình đi hẻm 338 này được luôn. Hẻm nào mình đi cũng được hết. Hẻm 330, hẻm 338, 322 rồi 320 rồi đều đi được hết cô chú chị nha. Ở đây thì nó đi thông tứ tung luôn. Hồi nãy Ngũ Hoàng có nói với cô chú anh chị mình là cái hẻm này á, là cô chú anh chị mình đi thẳng luôn, là mình đi ra bên 703 của Hương Lộ 2, ra ngay chỗ cái góc cây xăng đó cô chú anh chị. Cây xăng của Hương Lộ 2 nó có một cái góc cây xăng ở đó ha. Mấy cái đoạn này ngã tư nên đi chậm lại một tí nha cô chú anh chị, lưu lượng xe qua lại rất là đông. Đây mình tới đây nè cô chú anh chị, mình lại tay phải này. Tay phải ngay góc này nè. Đây hẻm này là hẻm 330 nè. Hồi nãy có đám tiệc nên không có đi vô được ở đây nha cô chú anh chị. Giờ Ngũ Hoàng đi bên này vô nè. Đây căn nhà của mình đây ha. Căn nhà này nha. Nhà này một trệt một lầu ở bên trên nè. Đó, hai phòng ngủ ở bên trên. Một nhà vệ sinh nó nằm ở bên dưới nha. Hẻm này là hẻm cục, vô bên trong đó thì nó còn khoảng cỡ hai mươi mấy căn nhà nữa cô chú anh chị là hết hẻm rồi. Đó, thì giờ Ngũ Hoàng sẽ review vào bên trong cho quý anh chị mình xem nha. Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn của quý anh chị ha. Hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại con hẻm 330 của trục đường chiến lược. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân của quý anh chị. Góc ngã tư phía trên này á, là cái hướng bên tay trái là mình sẽ đi thông ra bên 320 chiến lược nè, rồi 310 của đường chiến lược. Rồi mình thông ra bên 200 mấy rồi của anh chị nha, 322 rồi, nói chung là thông rất là nhiều nhánh nha của anh chị. Bên tay trái là rất là nhiều nhánh để thông nha. Và nếu mà mình rẽ tay phải á, mình hướng đi thông này á, mình rẽ tay phải là mình thông ra bên mặt tiền đường của đường chiến lược nha của anh chị, thông ra bên mặt tiền đường nha. Những cái nhánh bên tay phải này là đều thông ra bên mặt tiền đường của đường chiến lược. Ở đây cũng vậy luôn, cũng đi thông ra bên mặt tiền đường của đường chiến lược luôn ha. Còn phía bên bên này nè, là cô chú anh chị mình sẽ đi thông ra bên 336 của chiến lược nè, 344 nè, rồi 350 nè ha. Nhưng mà đặc biệt đó, nó có cái con hẻm 338 của đường chiến lược đó, thì mình thông ra bên 703 của trục đường Hương Lộ 2. Còn mà 344 thì mình thông ra bên 759 của trục đường Hương Lộ 2. Và nó sẽ đi thông ra bên trục đường, đó là trục đường 132 của trục đường Mã Lò nữa của quý anh chị nha. Ở đây thì nó thông tứ tung hết của quý anh chị. Thì cái ngôi nhà mà Ngũ Hoàng sắp review á, nó thuộc một sẹt nha quý anh chị. Thuộc một sẹt, ở đây là một sẹt nè. Một sẹt của trục đường chiến lược rồi quý anh chị. Từ mặt tiền của quý anh chị mình di chuyển vô bên trong là mình tới vị trí ngôi nhà của mình luôn. Nhà mình là thuộc một sẹt nha. Căn này thì hiện tại đang có hướng chánh là hướng Tây nha quý anh chị. Sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ của quý anh chị nha. Kết cấu một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh nằm ở dưới trệt. Đường trước nhà của mình là đường rộng 4m hơn.
xe hơi của chú anh chị mình di chuyển vô tới vị trí của nhà mình được luôn cô chú anh chị. Nhà mình nó có một khoảng không gian khu vực ban công nha, ở ban công ở phía trước nè. Nhà đang có địa chỉ là 330/48 của đường chiến lược. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Bình Trị Đông A nha quý anh chị. Thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Ở căn nhà trước mặt của quý anh chị mình đây, một trệt một lầu. Có cái khoảng không gian khu vực ban công, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh nằm ở dưới trệt nha. Ở đường trước nhà của mình đây ha. Ở hướng đó thì ra mặt tiền đường của đường chiến lược nha quý anh chị. Điện nước là nước chính của nhà nước hết của chúng chị. Thềm nhà của mình nó cao hơn so với lại cái thềm đường là khoảng có 2 tấc ha. Rồi chủ nhà ốp gạch lên, ốp gạch full lên tới bên trên cái khoảng không gian khu vực ban công luôn. Với lại nhà này thì chủ nhà làm tổng cộng là 2 lớp cửa. Đó là một lớp cửa cổng 4 cánh ở bên ngoài và một lớp cửa sắt kính 4 cánh ha. 2 lớp cửa nha. Với lại ở đây thì chủ nhà cũng có làm cái inox 304 nè. Cái khung inox 304 để mình lên xe cho nó dễ dàng của chúng chị. Con hẻm này thì thuộc cái con hẻm cục nha quý anh chị. Vô bên trong này là hết nhà rồi ha. Vô bên trong đây thì nó còn khoảng cỡ 20 mấy 30 căn nữa là hết nhà rồi. Hết hẻm rồi quý anh chị. Hẻm này thì nó không có thông nha. Khu này thì nhà hàng xóm của mình đây. Một trệt, một lửng, 3 lầu. Ở đây thì nó chỉ có một cái con hẻm đó là 338 là nó đi thông ra bên 703 Hương Lộ 2. Và 344 là thông ra bên 759 của Hương Lộ 2 nha quý anh chị. Ngôi nhà này có cái tổng diện tích đất đó là 15 mét vuông đất của anh chị nha. Bề ngang 3 mét, chiều dài là 5 mét nha. Ngang 3, dài 5. Một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh ở dưới trệt. Nhà này thì có tổng cộng là 2 lớp cửa. Đó là một lớp cửa cổng ở bên ngoài và một lớp cửa sắt kính nè. Thềm nhà thì cao ráo của anh chị. Không gian bên trên này là ban công của ngôi nhà của mình đây. Ban công thì bên trên thì chủ nhà cũng có làm cái mái tôn nè. Máy tôn để che mưa ha, tạt vô cái ban công. Ngang 3 dài 5 nha quý anh chị. Nhưng mà được cái là nhà này hai phòng ngủ ha, một nhà vệ sinh. Không gian này của chú anh chị mình có thể mình để xe được nè. Ở đây thì hồi xưa là chủ nhà đang cho thuê. Cho thuê được cái với mức giá là 4 triệu rưỡi đó cô chú anh chị. Ở đây cho thuê được 4 triệu rưỡi một tháng nha. Căn này thì chủ nhà đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng với mức giá một thôi. Đó là 2 tỷ 050 triệu là giá chốt. Nhưng mà thiện chí thì của chú anh chị mình qua mình vẫn còn bớt thêm được nha. Chủ nhà thì báo là báo chốt đó của anh chị là 2 tỷ 50 triệu, 2 tỷ 50 triệu nha của anh chị. Nhưng mà nếu của chú anh chị nào có nhu cầu quan tâm đó, thì mình cứ qua mình xem được thì mình cứ trao đổi thử ha. Nói chung là chắc cũng còn bớt mà bớt lọc đó của anh chị. Điện nước thì nước chính của nhà nước, thì đồng hồ nước của nhà mình ngay góc này. Đồng hồ điện thì nó nằm ở bên ngoài. CP tổng của ngôi nhà của mình này góc này ha. Bên này sẽ là khoảng không gian chủ nhà dán miếng dán tường lên. Hệ thống đèn thì đèn 1 tiếp 2. Gạch thì chủ nhà ốp cao lên là tầm 1m2. Ốp cao lên tầm 1m2 hai bên nha quý anh chị. Cầu thang thì cầu thang bằng sắt ha. Bên trên đó thì sẽ có hai phòng ngủ. Vô bên trong đây thì cô chú anh chị mình sẽ thấy có khoảng không gian đó là gian bếp của ngôi nhà của mình đây. Khu vực hệ thống tủ bếp trên, tủ bếp dưới là bằng tủ bếp nhôm, giả gỗ, màu giả gỗ nha. Không gian này mình để máy giặt nè. Đường ống cấp, đường ống xả là đã làm sẵn cho mình hết rồi nè. Đó, cô chú anh chị mình về mình thiết kế mình để máy giặt ở ngay góc này. Ngay góc này là mình để máy giặt nha quý anh chị. Nhà mình thì chỉ có một cái toilet nằm ở dưới trệt này thôi quý anh chị nha. Đó, toilet thì nằm ở dưới trệt đây. Gạch thì chủ nhà cũng ốp cao ráo lên tới khoảng cỡ 2 mét ha. Thì cái thềm của toilet thì chủ nhà sẽ làm thấp hơn nha, so với cái lại cái thềm của phòng khách và lại gian bếp nha quý anh chị. Cửa thì xài là cửa nhôm. Nhôm này là nhôm kính của anh chị. Bên trên hệ thống đèn đây. Đèn này là đèn 1 tiếp 2. Bên này cũng vậy luôn. Ở dưới này thì chỉ có 2 bóng thôi. Nếu cô chú anh chị nào mình thấy ít á, mình có thể mình về mình thêm bóng đèn vô ha, cho nó sáng. Với lại một cái bóng đèn ở bên trong này nữa là 2-3 bóng rồi cô chú anh chị. Đây không gian là phòng khách nè ha. Không gian phòng khách đây, cầu thang nằm ở bên trái nha. Này thì điện nước là nước chính của nhà nước cô chú anh chị nha. Đồng hồ điện, đồng hồ nước là đầy đủ hết ha. Ổ điện thì cũng đã được trang bị ở đây không này. Ngay góc này luôn nè.
2 tỷ 50 rồi. À, có đi. Không gian bên trên này là một phòng nha quý anh chị. Một phòng này là phòng hở ha. Bên trong đó nó có một cái phòng kính nữa, và lại chủ nhà cũng ốp gạch cao lên ha. Cao lên chắc khoảng 8 tấc. Gạch này gạch 40 nha quý anh chị. Ốp hết xung quanh luôn. Ở không gian gỗ tường này chủ nhà cũng ốp lên luôn nè. Ở không gian này là phòng bên trong đây. Hai phòng nha quý anh chị, một phòng này với lại một phòng bên ngoài ha. Này một phòng nha, không gian này là một phòng ngủ nè. Với lại một phòng bên ngoài này nữa. Không gian này chắc là để bồn nước ở đây nè, chủ nhà đang thiết kế để bồn nước ngay góc này. Phòng này không gian bồn nước nha. Đó, phòng này là phòng kính nè. Phòng kính thì chủ nhà cũng ốp gạch luôn, cũng có ổ điện luôn, hệ thống đèn thì nằm ở bên này. Cửa thì xài là cửa nhôm nha quý anh chị, cửa nhôm. Này mình về mình cũng có thể mình chia ra làm được hai phòng ha. Thì cái lối nhỏ nhỏ là mình di chuyển vô bên đây nè, mình mở cái cửa này ra mình làm được thêm phòng. Cái không gian này thì mình bít lại cái cửa này nè, cái cửa này mình bít lại mới được nha, mới được hai phòng, hai phòng kính. Bên này cửa sổ đây. Đó, cửa sổ nè ha. Cửa này thì inox nè, mấy cái này bằng inox. Phía bên ngoài này nó có một cái ban công nè. Cái ban công này thì nó thấp hơn nha, nó thấp hơn so với lại cái thềm của cái sàn của sàn lầu 1 nha quý chị. Gạch thì cũng ốp cao ráo lên tới trên này, nó khoảng cỡ 1,5 m hơn. Rồi bên này thì cũng có cửa sổ nè, cửa sổ nè, rồi cửa nhôm nè quý chị, khung khung nhôm ha, cửa sổ bằng nhôm. Sơn với cái tông màu là màu giả gỗ nha. Thì cái đường trước nhà của mình đây, đường này nó rộng khoảng có 4 m hơn. Xe hơi của chúng chị mình di chuyển vô tới nhà mình được nha, di chuyển vô tới nhà mình được luôn. Với lại cái hướng này mình đi thẳng ra ngoài đó là mình ra mặt tiền đường của đường chiến lược nha. Ra ngoài đó của chúng chị mình rẽ trái là mình ra ngay chỗ chợ Bình Trị Đông. Còn rẽ phải thì hướng ra bên Mã Lò, hướng ra bên bệnh viện quận Bình Tân nha. Ở đây thì giáp ranh với là quận 6. Hướng đi về bên trục đường tỉnh lộ 10, hướng đi về bên quận 6 nó cũng ok lắm cô chú anh chị. Không gian của ban công thì nó rộng quá khoảng cỡ chừng là hơn 1 m đó cô chú anh chị. Không gian này ban công nè, rộng hơn 1 m nha. Có lan can đồ đầy đủ hết. Đó, không gian có lan can đây, lan can bên này nha. Căn này thì đang sở hữu bề ngang là 3 m, chiều sâu vô trong là 5 m nha cô chú anh chị. Kết cấu thì một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Hướng chánh của ngôi nhà của mình là hướng Tây nha, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn. Và ngôi nhà của mình đang có địa chỉ là 330 của trục đường chiến lược nha, thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Mức giá mà chủ nhà đang chia sẻ là 2 tỷ 50 triệu nha. 2 tỷ 50 triệu nha quý anh chị, 2 tỷ lẻ 50 triệu. Giá này thì chủ chốt nhưng mà cô chú anh chị mình cứ thiện chí đi. Rồi mình qua mình gặp ha, mình gặp chủ mình trao đổi thêm nha. Quan tâm thì liên hệ ngũ Hoàng với số điện thoại 0901 7963 79 nha quý anh chị, để Hoàng sẽ qua mở cửa cho quý anh chị mình xem ở bên trong trước. Ân ý thì Hoàng sẽ hẹn chủ để cho quý anh chị mình gặp mặt rồi mình trao đổi thêm. Ở bên này nó có mấy cái làm gió nè quý anh chị, chủ nhà có làm sẵn cho mình mấy cái làm gió nữa ha. Rồi quan tâm thì liên hệ của Hoàng ngay nha quý anh chị. Bây giờ thì Hoàng xin chào và hẹn gặp lại của quý anh chị mình nha.